Tập 6, tìm hiểu Tô Nguyệt Ly tới cuối cùng. Sao ngươi biết ta có cách? Tần Uyển Uyển buột miệng nói ra, Giản Hành Chi kinh ngạc, ngươi thật sự có. Lời vừa nói ra, Giản Hành Chi lập tức cảm thấy lời này có chút không đúng, nhanh chóng hỏi lại, ngươi nghĩ sao? Tần Uyển Uyển không nói chuyện, nàng do dự, nhìn mặt Giản Hành Chi, muốn nói lời, chia tay, cho xong, nhưng lại không thể nào nói nên lời, nghẹn nửa ngày, mới nghẹn ra một câu, ta có cách của ta, ngươi đừng manh động. Ta sẽ đưa khế ước bán thân và bạc cho ngươi, ngươi đi theo đường hầm. Ngươi muốn vứt bỏ ta? Giản Hành Chi nghe hiểu được, nhướng mày, Tần Uyển Uyển lắc đầu theo bản năng, không có. Vậy tại sao ngươi muốn cho ta đi? Ta, bị người nhìn thấu ý đồ, Tần Uyển Uyển sợ tới mức lắp bắp, ta muốn ngươi đi đến một nơi an toàn hơn. Tìm được lý do, Tần Uyển Uyển nhanh chóng phát huy, trên núi này có rất nhiều nguy hiểm, ngươi chỉ là một phàm nhân, ở lại bên ta không an toàn. Ta không sợ nguy hiểm, Giản Hành Chi nói rất đúng lý hợp tình, ta phải đi cùng ngươi. Cảm động, đối mặt với tình sâu nghĩa nặng như vậy, Tần Uyển Uyển cảm thấy rất cảm động, nhưng càng cảm động, nàng lại càng cảm thấy áy náy, trên mặt nàng hiện lên vẻ rối rắm. Giản Hành Chi che môi quan sát Tần Uyển Uyển đối diện vẫn không chịu đồng ý giữ hắn lại, hắn đổi vị trí để suy nghĩ, có lẽ hiểu được ý của Tần Uyển Uyển, ngươi cảm thấy ta vô dụng. Không, ta rất hữu dụng, Giản Hành Chi cảm thấy mình đã tìm được điểm yếu rồi, hắn tự đề cử mình, nếu ngươi muốn đi xuống núi, hẳn là phải có chút kế hoạch chứ. Bây giờ khẳng định do ngươi bị canh giữ nên không ra được, nhưng ngươi vẫn phải làm chút gì đó, ngươi nhìn ta này, thân thể tốt, sức lực nhiều, ở lại Vấn Tâm Tông cũng không có trở ngại gì, ngươi muốn đi đâu thì nói với ta một tiếng, ta lập tức đào cho ngươi, ngươi giữ ta lại, ta tuyệt đối không phải là gánh nặng. Tần Uyển Uyển nghe Giản Hành Chi nói đến sửng sốt, nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy như vậy cũng có đạo lý, tuy Giản Hành Chi là nam sùng, nhưng khí thế rút kiếm vào lúc lần đầu gặp mặt, xét theo năng lực hiện nay ở Vấn Tâm Tông, hắn chính xác có chút tác dụng. Nàng là kiểu người có thể sống tốt hơn ngày nào thì hay ngày đó. Sau khi nhận ra tác dụng của Giản Hành Chi, nàng nghĩ nâng tay kéo khuỷu tay của Giản Hành Chi, trịnh trọng nói với hắn, về sau nhất định ta sẽ cho ngươi thật nhiều tiền. Nói hay lắm, lực chú ý của Giản Hành Chi bị hấp dẫn ở chỗ nàng kéo mình. Lần đầu tiên hắn tiếp xúc với một cô nương mà không phải đánh nhau, không biết vì sao hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái, muốn kéo tay Tần Uyển Uyển ra, lại cảm thấy làm thế có chút hẹp hòi, chỉ có thể di chuyển ánh mắt đi chỗ khác, ra vẻ bình tĩnh uống nước. Kế hoạch bây giờ của ngươi như nào? Dù sao cũng không thể đến mức không có một chút kế hoạch nào. Ta nghĩ thế này, Tần Uyển Uyển suy nghĩ, sở dĩ bọn họ không tha cho ta, là bởi vì muốn ta làm Tô Nguyệt Ly tỉnh lại, chúng ta cũng không ngại đi xem, nếu thật sự có thể khiến Tô Nguyệt Ly tỉnh lại, chúng ta có thể dùng biện pháp này làm điều kiện trao đổi để bọn họ thả chúng ta xuống núi, không phải rất tốt sao? Ngươi nói đúng, Giản Hành Chi gật đầu, bây giờ xuống núi, trước sau ngươi cũng phải cộng cái danh mưu hại đồng môn, chi bằng trực tiếp giải quyết vấn đề đi. Đúng là ý này, Tần Uyển Uyển nhìn, Giản Chi diễn, nói, vô cùng vui mừng, xem ra nam sùng này cũng không phải chỉ có mỗi khuôn mặt. Nàng quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, thấy trời đã khuya, đang định khuyên hắn đi ngủ thôi, thì thấy người này vỗ tay một cái, đứng dậy nói, vậy đi thôi. Hả? Tần Uyển Uyển hơi ngơ ngác, Giản Chi diễn dùng thần thức quét một vòng Vấn Tâm Tông, quay đầu nhìn về phía Tần Uyển Uyển, ngươi có biết Tô Nguyệt Ly kia ở đâu không? Tần Uyển Uyển ngẩn người một lúc mới phản ứng lại, bây giờ đi. Nếu không thì sao? Giản Hành Chi hỏi rất đúng lý hợp tình, ngươi chờ đến Tết à? Nói xong, Giản Hành Chi cũng không cho nàng cơ hội do dự, kéo nàng về hướng cửa sổ, hai người cùng nhau bay qua cửa sổ, Giản Hành Chi kéo nàng nhảy vào đường hầm. Hắn quay lại che đường hầm như cũ, xoay người lại nhìn Tần Uyển Uyển vẫn còn ngơ ngác, thúc giục nàng, phòng nào, đi không? Cuối cùng Tần Uyển Uyển cũng hoàn hồn, nàng cúi đầu, à, một tiếng, nhớ lại hai ngày nay nàng đều dùng thần thức quan sát Vấn Tâm Tông, xác nhận nơi này chắc đây là Linh Lung Các. Giản Hành Chi biết được phương hướng, không nói nhiều lời, trực tiếp đào, hắn đào rất nhanh, ngang với tốc độ đi bộ của Tần Uyển Uyển. Tần Uyển Uyển lấy một viên dạ minh châu trong túi càn khôn ra, cầm túi vài cột lên đỉnh đầu, tay thì rảnh rỗi, lấy hạt dưa trong túi càn khôn cắn, đi cách Giản Hành Chi không xa không gần, chậm rãi cắn hạt dưa, nhìn một công tử vốn dĩ ngọc thụ lâm phong tuấn nhã lại cầm cuốc đào đất, với tình cảnh này, vậy mà hai người lại quỷ dị không cảm nhận được có gì không đúng, một đường đi đến Linh Lung Các, Giản Hành Chi theo thói quen nói với Tần Uyển Uyển, ta đi lên xem trước, nếu không có vấn đề gì thì ta gọi ngươi. Tần Uyển Uyển gật đầu, đi đi, ta chờ ngươi. Chờ nói xong, hai người trầm mặc một lúc, hai cái hệ thống đồng thời thở dài, 666, đại lão, tôi đã nói đến mệt rồi. 38, ký chủ, nên làm gì thì chắc không cần ta phải nói nhiều đi. Nếu không, hay là cứ để ta lên trước, Tần Uyển Uyển đề nghị đầu tiên, Giản Hành Chi gật đầu, cầm cuốc ra nhường chỗ cho nàng, Tần Uyển Uyển đi đến cửa động này vuông góc hướng về phía trước, Tần Uyển Uyển nhìn một lúc, tay chân bắt đầu bò lên trên, Giản Hành Chi nắm cuốc, nhìn Tần Uyển Uyển từng chút đi lên, trên mặt có chút âu sầu. Người nói thử nàng ta cứ như thế thì leo đến khi nào chứ? Đại lão, 38 nhịn không được nhắc nhở hắn, đây mới là tốc độ của người bình thường, ngài không cần lo lắng, sẽ rất nhanh thôi. Đối với một người đến trúc cơ kỳ mà nói, bò lên một cái động cũng không khó, cho dù là Tần Uyển Uyển, nàng thuận lợi bò đến cửa động, đứng ở cửa động nhìn xung quanh một lúc, sau khi dùng thần thức xác nhận không có thủ vệ nào mới hoàn toàn bò ra khỏi đường hầm, tìm một chút cỏ che lại, vội vội vàng vàng đi đến Linh Lung Các. Tần Uyển Uyển mới vừa rời đi, Giản Hành Chi lập tức xác nhận với 38, nếu ta không làm thay đổi một phần lớn nội dung cốt truyện, không để nàng ta biết năng lực của ta vượt qua phạm vi của Giản Chi diễn, sẽ không có vấn đề gì đúng không?
Đúng, 38 nhanh chóng biểu hiện, ngài chỉ cần yếu đuối hơn một chút là được rồi. Giản Hành Chi không trả lời, chỉ nhón chân, trực tiếp nhảy lên cửa động, đuổi theo Tần Uyển Uyển. Tần Uyển Uyển cẩn thận đi đến cạnh cửa, vừa đến cửa, sử dụng thần thức nhìn rõ kết giới xung quanh cửa, thật ra nàng cũng không hoảng, nhớ lại một chút pháp trận mà mẫu thân nàng dạy, sau khi nâng lòng bàn tay lên vẽ ra một pháp trận, dán lên trên kết giới, một lúc sau, kết giới biến mất không tiếng động. Giản Hành Chi ở phía xa xa nhìn thấy, hơi nhíu mày. Tần Uyển Uyển đi vào Linh Lung Các, lọt vào tầm mắt là một quan tài băng nằm chính giữa sảnh lục giác, xung quanh quan tài có dựng thẳng 6 thanh kiếm của Thẩm Chi Minh, phía dưới là trận pháp của quân thù, còn có kết giới của Tống Tích Nhiên che đậy tầng tầng lớp lớp, có thể nói là được hàng vạn hàng nghìn sủng ái, phòng hộ rất mạnh. Tần Uyển Uyển dùng thần thức thấy phòng hộ này, vững vàng đứng bên ngoài pháp trận của Tống Tích Nhiên. Giản Hành Chi lặng lẽ quay người lên sà ngang, từ trên nhìn xuống Linh Lung Các, cách khoảng chừng nửa trượng, Tần Uyển Uyển có thể thấy được Tô Nguyệt Ly đang nằm trong quan tài băng, nàng ta nhắm hai mắt lại, hai tay đặt giữa bụng, giống như chỉ đang ngủ, hơi thở đều đều, khuôn mặt như hoa đào. Tần Uyển Uyển đứng xa xa đánh giá nàng ta hoàn toàn khác Tần Vãn. Tần Vãn là mắt phượng môi mỏng, ngũ quan nhạt nhẽo, nhìn qua là thấy cao quý lãnh diễm, là người không thể trêu chọc, mà Tô Nguyệt Ly lại có bộ dáng linh hoạt khiến nhiều người yêu thích, mắt to, mặt trái xoan, lông mi dày, bờ môi đẫy đà xinh đẹp, liếc mắt nhìn qua, đó là hình tượng em gái nhà bên khiến nam nhân khó có thể khống chế được. Không bị thương mà, Tần Uyển Uyển dùng thần thức quét một vòng toàn thân Tô Nguyệt Ly, không khỏi có chút kỳ quái, ngoại trừ thức hải hơi dao động, cả người Tô Nguyệt Ly đều không có gì dị thường. Nàng nhớ lại nội dung cốt truyện, bởi vì nội dung cốt truyện là kiếp trước của Tần Vãn, thật ra nội dung cốt truyện cũng không đầy đủ, giống như đoạn thời gian Tô Nguyệt Ly hôn mê, ở trong trí nhớ của Tần Vãn, chỉ là Tô Nguyệt Ly vô tội hôn mê, nàng bị điều tra, sau đó nàng nói mình giết Thanh Long, trong thân thể có một viên long đan, Thẩm Chi Minh dưới tình huống biết rõ nàng vô tội mà giết nàng, đào long đan cho Tô Nguyệt Ly dùng, Tô Nguyệt Ly có được long đan, không bao lâu sau thì tỉnh lại. Tu vi tăng lên rất nhiều, từ trúc cơ trực tiếp vào nguyên anh, nhưng vì sao Tô Nguyệt Ly hôn mê, mãi cho đến cuối cùng Tần Vãn cũng không biết, về sau có rất nhiều người hỏi Tô Nguyệt Ly nói cũng không rõ lắm, thật lâu sau nữa, chuyện này lại đổ lên đầu Tần Vãn, mà nếu như Tô Nguyệt Ly biết thì sao? Suy nghĩ của Tần Uyển Uyển quay về, dựa theo loại suy nghĩ có 102 của Mary Sue, Tô Nguyệt Ly rơi xuống vách núi hôn mê, không có khả năng cái gì cũng không thấy, nếu Tô Nguyệt Ly nói dối. Nàng ta đã thấy mà lại không nói cho người khác, vậy là cái gì đây? Chuyện này chắc chắn là chuyện mà Tô Nguyệt Ly không muốn cho người khác biết, mà trong cuộc đời Tô Nguyệt Ly, ngoại trừ nội dung cốt truyện thì 90% đều có liên quan đến nam nhân, mà nam nhân nàng ta không muốn nhắc đến nhất, hình như là Thành Hoang thiếu chủ Ninh Bất Tu. Trong trí nhớ của Tần Vãn thì người nam nhân này từng công khai với thiên hạ có hôn ước với Tô Nguyệt Ly, nói rằng hắn ta và Tô Nguyệt Ly đã sớm bái thiên địa, được chân truyền Ninh thị bọn họ, đã giao hòa với thần thức của hắn ta, nhưng lúc đó người theo đuổi Tô Nguyệt Ly như cá chép vượt sông, làm sao nàng ta có thể trở thành thê tử của nam nhân nào đó. Vì thế đối với chuyện này thì thế thốt thì phủ nhận, thẳng đến lúc Ninh Bất Thu vì nàng ta mà chết, sau khi bảo vật của hắn ta rơi vào tay Tô Nguyệt Ly, Tô Nguyệt Ly có thể lấy ra từ thần thức, mọi người mới xác nhận thần thức của Tô Nguyệt Ly và Ninh Bất Thu chính xác đã giao hòa, nhưng lúc nào thì Tô Nguyệt Ly quen biết Ninh Bất Thu. Hơn nữa, phương thức tu hành của Ninh gia rất đặc thù, nghe nói khi giao hòa thần thức cùng Ninh thị, có khả năng đạt được một nửa tu vi của Ninh thị, nếu quá trình nhanh thì 10 ngày nửa tháng, lâu hơn nữa là mấy năm, lúc nào thì Tô Nguyệt Ly có một đoạn thời gian dài làm chuyện này với Ninh Bất Thu như vậy. Tần Uyển Uyển tự hỏi, ánh mắt không tự chủ được rơi trên đầu Tô Nguyệt Ly, thức hải là nơi bí mật nhất của một người, ở tu chân giới, trừ khi sử dụng loại thủ đoạn lục soát thần tàn khốc, nếu không thức hải của một người sẽ không thể có người ngoài bước vào, mà, lục soát thần, sở dĩ đã tàn độc, nguyên nhân căn bản là ở đây, sau khi sử dụng xong, phần lớn thức hải sẽ bị hư tổn, điên điên ngây ngốc. Thẩm Chi Minh cũng tốt, quân thủ cũng tốt, bọn họ đều sẽ không sử dụng lục soát thần với Tô Nguyệt Ly, nhưng nếu sở dĩ Tô Nguyệt Ly bất tỉnh, là vì thần hồn bị nhốt trong thức hải, không muốn tỉnh lại thì sao? Nếu quả thật là như thế, vậy Tô Nguyệt Ly không chỉ biết tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh, biết đám người Thẩm Chi Minh, biết quân thù, Tống Tích Niên vì nàng ta mà nổi điên, biết bọn họ lấy long đan của Tần Vãn, biết bọn họ lo lắng sốt ruột, nàng ta còn có thể ở trong thức hải ân ái với Ninh Bất Tu quan sát tất cả. Nghĩ đến đây, Tần Uyển Uyển không kìm được mà thấy có chút ghê tởm, nàng lại không nghĩ nữa, do dự một lúc, lập kết giới chặn âm thanh, Giản Hành Chi hơi nghi ngờ nhìn nàng làm những việc này, chỉ thấy sau khi Tần Uyển Uyển lập xong kết giới, lấy ra một cây sáo trong túi càn khôn, trực tiếp xâm nhập vào thức hải của một người, rất khó, nhưng nếu sử dụng vật trung gian nào đó, như mùi hương, âm nhạc, vào tình huống mà cường độ thần thức cao hơn đối phương, có thể đi vào thần thức của người khác, nhưng đây là thủ thuật của tiên giới, trong thế giới nhỏ bé sao lại có biện pháp này. Giản Hành Chi không khỏi ngồi thẳng mình, nhìn Tần Uyển Uyển thổi sáo, khi tiếng sáo vang lên, Tần Uyển Uyển nhắm hai mắt lại, cảm giác mình đang đứng trước cửa của một tòa thành, cửa rất nặng, hình như có ngàn quân, Tần Uyển Uyển dùng sức đẩy về phía trước, cùng lúc đó, tiếng sáo của cô càng ngày càng gấp. Giản Hành Chi nghe tiếng sáo, thử từ đó nghe ra là của nhà ai phái nào, nhưng còn chưa xác định được nguồn gốc, chợt nghe thấy một tiếng tiêu sắc bén từ bên ngoài đánh vào, mang theo một cỗ linh lực cuồn cuộn mãnh liệt đánh về phía Tần Uyển Uyển. Giản Hành Chi nhảy xuống từ trên xà ngang, kết trận trên tay, ôm lấy Tần Uyển Uyển vào lòng, đồng thời đưa tay kết ấn sau lưng Tần Uyển Uyển, cổng lớn tòa thành trước mắt Tần Uyển Uyển ầm ầm vỡ vụn, tiếng sáo mang theo linh lực hung hăng bắn về phía tiếng tiêu mang theo linh lực, cảnh tượng trước mắt Tần Uyển Uyển nhanh chóng bay xa, càng ngày càng nhỏ, nàng chỉ coi được một tấm vải vẽ tranh sơn dầu. Trên tấm vải vẽ tranh sơn dầu là một tòa thành băng tuyết, một cô nương mặc váy màu hồng phấn chạy vụt qua, nàng ta quay đầu lại, giống như đang nói chuyện với ai đó.
bất tu, nàng ta vui vẻ hô, tới bắt ta đi, nếu bắt được ta thì ta chính là của chàng. Cảm ơn mọi người đã xem, nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi tập tiếp theo và những bộ truyện khác.